Này chợ đông quá trời luôn. Chào chú. Mua, chị An dặn con là mua sườn cộng á, sườn non. Là cái này đúng không chú? Cái này cũng vậy luôn hả? Đây sườn già. Đó, nó khác nhau là sao ta? Nó trắng hơn hả? Đầu non này, đầu trên, đầu cứng. À, vậy cái này bao nhiêu một ký? 140. Còn cái này chú? À, rẻ hơn 20.000. Thôi chị con dặn chắc mua cái này nè, cái sườn non. Chú lấy cho con cái miếng này đi. À, 2 ký miếng này. Để chú căng hết thử coi bao nhiêu. Rồi, 2 ký. 2 ký chẳng luôn vậy đó hả? Nay xả chốt. Cái này đã đỡ rồi. Hoài cái không có tiền. Chị có tiền. Chị có tiền. Rồi, cảm ơn chú. Khoai khoai gì? Khoai lang, khoai mì, khoai cao, khoai lang cao. Khoai sóc ngon lắm. Cái nào chị, cái này phải không? Hay là này? Khoai sát hay khoai? Cao, con kiểu sát hay cao? Ăn sát thì ăn cao. Sát ở đây này nè, con mua mấy ký? Không, ý nhiêu ký vậy cô? Ký 30. Cô cho con cái mọc đi, con lựa nhiêu, con mua nhiêu á. Chỗ cô không có khoai mì hả? Không. Ơi, con về nhà con đào luôn. Ở nhà mình có không? Ừ. Không có. Được chưa? Rồi, nhiêu được chưa? Rồi, phải không? Khoai lang giá khác phải không cô? Khoai lang này 20 ngàn. Giá khác? Bữa này 25, muốn xài nào xài nè. Bỏ vô được nữa, bỏ xuống lại. Nè, ở đây. Ghi lấy này đi, khoai vàng á. Ừ, vàng đó. Bỏ vô, cái đó thì 1 kg 30. Mỗi luôn hả? Mỗi luôn bán 40 ngàn. Đây, nhiêu thôi. Cái này 24 ngàn. Dạ. 40 là khoai tây có chưa? Củ gì lộn? À, củ hành tây chứ lộn. Cây nha mình có. 64 với cái này 16 ngàn nữa ha. Dạ. 64 cái như 65 ngàn đi với 15. 65, 70, 80. Không bóc bậy. Tặng hả? Đúng luôn. Cảm ơn cô. Tây không? Dạ có rồi. Nhà con có rồi, hỏi nhảy đỏ luôn phải không? Dạ. Ủa, thay mì thì ra ngoài kia. Rồi, cảm ơn cô. Quá đẹp luôn. Có ai ở nhà không ta? Ba ơi! Ba, ba ơi! Ba đang trong nhà. Xin lỗi chị An. Chị quên có khẩu trang. Mới giờ gọi. Chào ba ba! Chào con hả? Wow. Cảm ơn ba. Ôi. Cây ca ghi đẹp quá à. Hạt điều. Đẹp. Cảm ơn bà ba.
này tới hai thứ đó, thứ dẹp, cái cây da bự nè dẹp nè, còn cái thứ này thứ nhỏ là thứ giống này. Rồi con cảm ơn bà ba nhiều. Cảm ơn bà ba nha. Con hái một ít nha bà ba. Rồi. Con xuống đây được không bà ba? Trời ơi cái cây đẹp. Con chui vô đây nha. Wow, đảo quá. Các bạn coi nè, bà ba tặng cho mình một bịch hạt điều với lại hai cái cây kagi về để mà trồng luôn á. Hít quá trời à. Bà, cái cây này bà trồng mấy năm rồi bà ba? Wow, đã quá vậy. Nhìn giống trái chôm chôm quá à. Ủa rồi về mình có làm gì lại không? Hay là mình để vô rồi mình khử nó luôn bà ba? Ui da, nghe ổ kiến lửa Hồng Cẩm ơi. Né né chị. Khô, xuống đây nè chị. Chị đi lên trên luôn đi. Ở trên này nó có mấy cái. Á da, trời ơi, kiến lửa ơi đừng cắn chị nữa. Kiến lửa ơi đừng cắn nữa. Tội nghiệp chị. Ở đây nhiều kiến quá bà ba ơi. Wow, y gan trái chôm chôm luôn bà ba. Gì đó hả? Trời ơi. Nghe cái lửa rồi. Cái kiến ơi đừng cắn nữa. Cái này già nè bà bác. Dạ. Phơi rồi mới khử được hả bà bác? Phơi cho nó khô rồi như có thu vậy đó. Dạ. Dạ. Cái này gọi là hạt điều. Có người thì gọi là trái kagi. Người nó cà ri, còn người nó hạt điều. Cái gì nè Hồng Cẩm? Dạ, xin của bà ba một ít nha bà. Con cho con xin một ít nha bà ba. Thôi cái này già thì bẻ. Dạ, con thấy rồi. Con thấy cái già. Ôi đảo không chùm. Dạ dạ. Có mấy trái già nè. Nó nằm tuốt với cái kẹt của bà ba. Cái này là chừng mùa nào nó cũng ra hay sao bà ba? Ừ. Mùa nào cũng ra chứ. Hết này hết qua cái đợt nó có lại à. Dạ. Yếu bà... quá ha bà ba. Con nhỏ con thích cái này gì đâu vậy. Cái hoa nữa. Bà hoa có bà ba có bán không? Hay là bà ba trồng trồng chơi thôi. Chồng để lâu lâu có ăn cà ghi thì đem vô thôi à. Nhiêu đây khử quá trời cà ghi luôn. Để tách, em tách thử một cái ở bên trong nha chị. Đây tách ở bên trong ra cho các cô chú anh chị và các bạn xem nè. Cái đây là cái hạt điều để mà mình khử cà ghi đó. Nó khử lên thì nó sẽ có cái màu, cái này là nó về mình còn phải phơi lại nữa nó mới ra được cái màu nguyên gốc nè. Phơi cho nó khô rồi, nó teo rồi, nó hộp. Phơi nguyên trái luôn hả bà ba? Để nguyên vậy nó lột ra rồi nè, cái này nó cũng hơi già rồi nè. Cái xong cái gì nó bùi nè, trái này già rồi nè, thấy không? À. Thì sau khi mà mấy chị em mình đi chợ về rồi, rồi mình với lại chị An có đi hái mấy cái trái hạt điều còn gọi là trái kagi đó. Thì hôm nay là nhân dịp cuối tuần thì muốn đãi cho Bông Hậu với lại Thím Năm một cái món ăn rất là hoành tráng luôn. Nói vậy thôi chứ thiệt ra là đãi cho tất cả mọi người. Yeah. Bởi tao mới dắt bên ta nè. Dạ. Thì cái món ăn ngày hôm nay là có cái này gọi là sườn non. Dạ, ngoài ra thì còn có đặc biệt là trái hạt điều nè, rồi nước cốt dừa với lại sáng con đi chợ có mua khoai khoai cao, rồi khoai lang, rồi thêm khoai mì. Tại chị An ghi danh sách gì con cũng không rành lắm nữa. Thấy cái món này nó cũng lạ lạ. Đặc biệt là có trái gốc nữa. Cái gia vị nó hay lạ vậy đó, không có đụng gì nè. Chút nữa giao cho Năm với Hậu cái món này. Lột vỏ vào xong trộn này. Dạ, thật ra là hôm nay là Bông Hậu với lại Thím Năm là may mắn đó các bạn. Tại vì đi ra đây là có công việc là đi bẻ đu đủi, đi chặt củi. Thì vô tình gặp mấy chị em tụi mình nên là mời vô luôn. Có lòng hết rồi. Ờ, trái gắt này đúng rồi. Ngon. Ủa, chị mua trái gắt để làm gì chị? Để làm khoai mì. Nãy chị em nó trộn đây nè. Còn trái... củ dền thì sao? Củ dền tại vì nếu mà muốn đẹp thì cho hai màu. À, có củ dền, chị em có mua củ dền nha. Hai cái củ dền. Nhưng mà thấy trái gắt đẹp quá, trái gắt. Vậy giờ mình làm gì đầu tiên vậy chị? Gọt vỏ những cái này rồi màu ơi. Cái này là rửa bóp muối với lại bóp chanh gem là được rồi. Dạ. Xong mình xắt nhỏ ra. Dạ. Cái món này lạ quá ta, vậy là mọi gọi là món gì vậy? Kari sườn non. Kari sườn non hả? Lạ quá ha. Thường ăn kari có khoai không ạ? Này có thì chị gọt qua đây cho. Này mình
tỏi tẩm bầm với chị chứ. Dạ tỏi rồi. Hành đó. Này chị. Ủa cơm quá. Nhìn luôn. Nhìn cái củi. Cảm giác như cái nồi nó cao hơn em á. Cao. Cái ghế cao rồi. Của em là dấu cộng. Đây giới thiệu cho các bạn biết nha, cái này là nấm hương. Em cũng mới biết luôn. Em hình như đó giờ em chưa bao giờ ăn nấm hương, nhìn nó y ghen nấm đông cô à. Ăn rồi. Em ăn rồi hết ta? Ăn rồi mà quên rồi đó. Vậy đó hả chị? Em thấy nó lạ quá, hồi nãy em còn tưởng là nấm đông cô á. Cái này cô. Tính chị ba mua. Còn cái ớt mình làm gì? Dạ, ớt làm bông cho đẹp à. Dạ bông đúng không? Dạ. Mình sẽ lãnh mình không. Giống như bông bụp vậy không? Ê, ông ngoài áo hậu đang mặc luôn á. Đi ngang cái bông này luôn nè. Thôi con làm đi. Thôi con làm đi. Đi chen luôn. Là cho một khâu làm đi chen sao mà chen cái áo. Chị biết bông này là bông gì không? Tulip đó. Mình là bông hậu, đương nhiên mình mới hiểu nhiều loại bông mới được. Mà nó kêu nó làm cho mình khó xử không à. Tulip hả? Tulip. Còn cái bông màu xanh ở dưới là bông gì vậy? Tulip. Dạ. Bà bông, cái bông màu xanh này là bông gì vậy? Con đi hỏi hoài rồi. Biết rồi, bông hoàng hậu. Còn cái này là chấm bi. Chưa để tối về lật sách coi cái hả, nổi dồn dập sao biết trả lời. Biết con có bông một mấy kia không biết. Ủa con là bông gì nè hậu? Con hả? Con cẩm chướng. Cái gì? Nó bông cẩm chướng. Đó là bông này bông gì? Bông lúa. Cỏ mai. Bông lúa đó. Bông lúa mạch. Bông lúa mạch. Không. Đồ hay dữ ta. Phải không? Rồi. Hay dữ ta. Bông bên kia là biết bông sen. Hôm đó mà không biết nữa thôi. Không. Của con là bông gì á? Kiểu sao quá hà. Bông gì á? Tại con tin cẩm em lại cẩm chướng. Cháu nghĩ bông đó bông gì? Nghe nói chướng chướng nghe thấy ớn hả? Nghĩ mà đau lòng. Đau lòng không? Mắt mình tin đau luôn. Đau quá đau. Dạ. Bà bông chẻ xong cái bà bông đem vô nước ngâm á. Nở. Sườn non đã săn lại thì em sẽ cho nước cốt vào nha chị ba. Chị bé ba. Đặt cái này luôn chị. Thích khịa khịa lắm. Hấp dẫn quá à. Khi nào mình mới cho nấm vô chị ăn ha. Chúc không chị? Cảm ơn. Nấm hương. Hình như là nấu lâu nên mình phải cho vô đúng không chị? Chị, nấm nấu lâu mình mới cho vô trước. Cô ăn ơi, mình có xài nhiều bông không? Dạ. Theo em nghĩ là đậm đó chị. Đậm thì mình ăn đậm. Thôi lỡ đậm ha, mẹ thiên nhiên ở đâu độc đó nha. Thôi dứt luôn đi. Dứt luôn đi chị ơi. Hậu chịu cái đậm gì đó, đậm nó mới nhìn thấy màu được. Lỡ là cho đậm sâu luôn. Nào ghen không cái gì vậy? Đẹp lắm á con. Nó chín rồi nó mới đẹp. Nó nghe nè. Còn gì mà dớm hơn không? Nấu cà ghi rồi kêu không ghen cái màu cà ghi rồi nó ra cái màu gì? Ở con bé đó. Ồ, nó ra cái hộp kìa. Cắm nó ra cái màu dầu đều. Không, lần đầu tiên mình cũng mới thấy nó đó. Chứ mình không biết cách làm sao để lấy cái màu của nó. Mai mua cho con trái nấu sôi nha. Nó chờ 7 nấu sôi 7 màu. 7 cũng phải nấu sôi 7 màu mới chịu nha. Nè, 7 xong đó. Rồi các bạn lấy gì ra nè. Là xong đấy ha. Dạ. Rồi hồi đó giờ nó không biết cái màu của trái gác mình làm sao để lấy được cái màu của nó. Mình có nấu chè mình để bột nhờ giống gì đó chị bạn. Nè, nếu mình vào viên lại gì nè, xong cái mình để vô cái viên. Coi giữ lại cái chè dưới đó chị bảy hả? Dọn lại gì nè. Rồi mình để vô đâu nhá? Rồi mình để vô cái nồi của mình. Giờ hình nuôi anh hay gì? Không, hình tròn. Sao em thấy chị giờ quạnh nó không tròn dần vậy? Nó méo. Thôi rồi em sẽ cho khoai vô luôn nha. Còn cái của chị ba là nó đã chín rồi, nhưng mà một chút em cho vô sau á thì nó sẽ bị mềm ra. Chả tôm. Chả tôm. Ê cái màu lên đẹp quá nha. Nhìn
đi. Ui, em chị ba cũng đẹp. Ai cũng đẹp hết, có cái màu cũng đẹp đi đi ăn trời. Wow. Đẹp nó lên nữa trời. Con nhìn cái mâm này con thèm chè khoai mì nữa hay không ơi. Rồi hấp dẫn quá. Chắc ngon ha. Mình nhớ cái món bầu màu xào giấm không? Bầu xào giấm. Nha. Bầu nướng giấm. Dạ cái này lại là đặc quyền của chị em. Thông thường con có một cái câu thần chú á Hậu, là cái nào mà độc mà lạ mà của chị em là ngon, tin tưởng. Không có món nào lạ mà cũng ngon, phải không? Không, cũng hên xui. Wow. Cái này có ít nước quá không Hậu? Chút nữa mình nước cốt cho con. Nước cốt nước nóng quá, nóng quá. Nóng quá. Ăn giận giận thật luôn. Ăn gì nó mới ngon nè. Giòn cái chấm cảm giác như thường đông đi mua cái mà bánh mì vậy đó không nóng mì nóng hỏi luôn như nó có cái mùi rồi ở đâu mà giờ nó có cái mùi nó có cái mùi nè cái này giòn này nè ngồi quá đã luôn nó phì lên nó ghê không chị Trang mới ra lò chứ em thích cái chỗ bánh mì rồi chết ai da nguyên lý ba giây vi khuẩn chưa phát hiện giúp xé vòng vòng xé vòng vòng chóng mặt văng ra ngoài. Để nó lại. Nướng lại. Quả mới bỏ mà. À, ngày hôm nay thì giờ này cũng tối rồi các bạn ơi. Tại vì nấu cái món cà ri này thì rất là lâu luôn. Nhưng mà sau một hồi thì mấy chị em cùng với lại các cô đó thì nấu thì cũng đã chín rồi. À, ngày hôm nay mình có cái món là cà ri sườn non là của chị An chế biến, không biết là có ngon và hấp dẫn không. Em theo mấy chị em thấy rất là lạ luôn. Bây giờ xin mời tất cả cô chú, anh chị các bạn cùng thưởng thức thử nha, xem là nó như thế nào. Thì cái món này thì mình sẽ ăn với lại bánh mì và bún nha. Rồi mời mọi người. Ủa chén như nó bị lợp à, để cho dạ đủ rồi đó, này của chị nè, này của em đây. Bây giờ tối rồi, cũng chiều tối rồi nên rất là mát luôn. Đây nhìn mình ngồi kế bên có suối chảy nữa. Rồi con mời mọi người nha. Mời mọi người, mời cả nhà. Ông Hậu muốn ăn bún hay là bánh mì? Không, Hậu không ăn bún, ăn bánh mì. Con cũng ăn bánh mì luôn. Ăn ổ trắng đi. Em ăn khoai mì. Em ăn khoai lang. Em ăn khoai mì. Nhưng mà có cái này nó dướng dướng sao á. Dở cái bông ra. Mình để cho ớt cái bông qua đây đi. Đúng rồi đó. Rồi cái mình ăn rồi mình cắm vô lại. Mình đi về qua thôi tặng cho Hậu cái bông đó đó. Dì về qua cái bún đi về. Dạ. Qua cái bún đi nó đẹp hơn. À bún nè. Để nè. Cắm kìa nó đang đeo con kìa. Cắm kìa cái giò luôn kìa. Cắm kìa. Ở đây. Cái này bắt đầu mũi. Có mũi rồi đó. Nâu độ phì nhiều dữ lắm bởi con mũi nó cũng bự nữa. Còn muốn ngút quá. Mày nó tan trong miệng luôn trời. Ngon lắm hả chị? Ừ. Wow. Nó có ở đây nó cũng ngọt nữa. Wow. Ơi, sao mà nó to thế? Muốn ăn cao. Con nắm hả chị? Nắm hả chị? Cái mì, anh thử một cái mì. Không chấm trong cái đâu hả? Dạ được, chấm nó cũng được. Tùy mọi người thích, yêu ý thích của mọi người. Cái mì ngon quá. Chấm chém mình đi. Lạ lạ ha. Lạ giờ chưa vụ cái vụ mà phải mì mà nấu cà ri mới ăn lần đầu nè. Mình cũng thử cái món mới đi. Ăn lần đầu vậy hồi lần nữa ăn lần nữa đó. Béo rồi. Ngon. Ăn cưng đựng ruột, đựng ruột. Nói chị. Trời ơi ai nấu ngon dữ vậy? Không biết ai nấu ngon. Anh nấu ngon dữ vậy? Ngon đó bà, ngon. Mới ăn thử cái nước cho đã. Cô ăn nấu đó. Ngon hơn món mới đó. Quá ngon. Ừ, béo nha. Ít nước dường cũng béo quá. Ít đầu ít thì nó hai hộp sữa hay gì mà không một hộp sữa với một ký dừa cũng không có nhiều lắm. Mình nói ít đi đừng nói nhiều. Béo quá. Ăn nấm thôi đi chị. Khoai lang ngọt. Ăn nấm là ngon lắm luôn á. Ăn thử cục nấm. Nấm hương thơm lắm. Ăn miếng nấm đông cô. Nấm hương. Nấm hương mà. Làm lại nấm. Làm lại. Làm lại. Tại vì nó không có cái mùi hăng hăng giống như nấm đông cô ha. Đâu đem thử coi. Dễ ăn hơn á. Nó giống như nấm đông cô quá ha. Mà nó nhỏ. Nhưng mà ăn nó không có mùi hăng. Không có mùi. Bưởi sao giờ à? Chị An ơi. Qua em xin cha chị ba cho em 2.000 mua thuốc. Nhưng mà em muốn xin 5.000. Phải cái đó cô. Nhất bên và nhất hai bên luôn hả? Nhất cái nắm. Nắm à. Nó thường kêu là nó bị nhất. Nấm hương ngon. Cái gì cũng ngon chứ ăn cột tịch đây. Cao dẻo ngon.
nó hòa quyện những cái phần ngon vô hả? Béo lắm luôn á. Cái nào cũng ngon hả? Kéo thiệt. Để mà thử luôn thôi mày. Bơ ở phía trên. Ngon quá. Khoai mì béo. Thịt mềm mềm. Mềm. Không. Dạ. Cô ăn cái từ từ còn 7 phút nữa. Mà ngon không bà Hồng? Nè thịt nè. Ăn đi chị bé. Ừ, cảm ơn nha, cho chị miếng thịt bự đó. Wow. Wow. Su su. Mày đứa vừa không? Hỏi à, mít đông nó cũng đông, người ta người lớn đông, có người lớn cũng đông nha. Người lớn đông mà cũng người lớn đông. Cũng như cái người lớn đông là nhất nít đông. Không, đúng mình không? Cái người lớn đông rồi con nít nó cũng đông. Thấy vui vui với chị. Vui. Thấy mình vui này cả. Con có vụ gì vui. Mà vui thiệt. Toàn là người đẹp trong nhóm không mà. Đúng rồi. Nghe không? Nghe không? Phiên dịch đi. Ngon. Nước ngon quá. Nước béo hả? Nước béo. Tiếng nó khảo quá. Đối cho mấy đứa nói chuyện mở khào vậy lớn không không? Hiền khô. Nào lớn thì rồi biết chị. Hiền nó khô đó chị, cái hiền không sao mà cái khô á. Bánh mì này nướng rồi hay giòn? Ừ. Nướng rồi ngon. Chịu ai á, chịu ai ngon á. Đối gian ớt này cay không? Không cay. Không cay thử. Không, ớt không có cay. Ớt này ớt không cay mà. Không cay. Ớt ừ, à. Ngọt quá hả? Dạ ngọt. Gì vậy? Muối. Muối. Trời ơi, con muối nó bự ra. Muối phạt. Con đang ăn mà thấy cắn nhỏ con chịu không nổi con quết luôn, xin lỗi nha. Con này đang không tự nhiên cắn nó kêu mình cái xả mô phạt. Thấy nó cắn cái ớt nổi ốc cái dở lên đặt luôn. Muối. Lỗi nha con muối. Muối cắn không sao mà đặt cái người đập muối mới đúng không? Con muối này kỳ quá. Con muối này kỳ quá. Nhỏ nhỏ. Con ghim nhỏ nhỏ quá. Thôi này ngồi sát ở đây ngồi hoàng hoài mé cho con ăn cái bay chứ. Dạ, ngày hôm nay thì cả gia đình rất là vui luôn khi mà được thưởng thức một cái món cà ri sườn non rất là mới lạ và ngon. Và nếu mà các bạn thích thì nhớ like, đăng ký để ủng hộ nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.